Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình có thằng em nó gửi cho cái đầu CD để chế thêm cái jack 3.5 mà mình không biết cái này là của hãng nào luôn. Nói chung nhìn chung thì cái này là hàng của Made in China. Đây coi cái tờ hướng dẫn, nhưng mà cái tờ hướng dẫn này nó không ăn nhập gì với cái đầu này hết. Trên tờ hướng dẫn thì có bốn đường loa, một đường nguồn, anten đồ này kia thôi chứ không có gì. Có cũng có cổng ao, nhưng mà đây cái thực tế thật sự là đau lòng. Đây mặt trước của nó đây, cái hãng tên gì bó tay luôn, hun dép gì đây, toàn bộ là bà chữ bằng tiếng Hoa hết nha các bạn. Còn đằng sau đây cái cổng cổng đơn này chắc là gắn anten đây. Còn cái đùm 4-5 cộng này là đây, có cái cọng dây này, cọng dây đỏ nè, cọng đen nè, cái này là cắm nguồn nè. Còn được 4 cộng còn lại chắc ra 2 cái loa chứ không phải là 4 loa. Đây có hướng dẫn đây, một dây nối đất, một dây vô chìa khóa, rồi lại là 4 dây còn lại là 2 loa, dây vô chìa khóa là dây này, dây đỏ đây, còn dây nối đất là dây mát đây. Rồi giờ bắt đầu mình tiến hành mình tháo để coi mình có thể đấu được, đấu che cha nấu cháo gì được nó không ha. Đây nó cũng có cổng USB nè, mà cái cổng này chắc cũng cại dữ lắm mới nhét được cái USB vô. Hàng tàu có khác, sợ thiệt chứ. Giờ thì mình gắn thử loa coi nó có tiếng có tiết gì không ha. Công nhận lần đầu tiên thấy cái đầu CD của ô tô mà mở ra bên trong có gì hết. Như kệ em Út nó nhờ thì mình ráng mà làm thử là được, được không được thì trả lại thôi chứ không biết sao. Là nguồn nè bà, được không? Cắm vô cái bọc cái dầu xong.
anh nhỉ. Ô, lên hình. Lên. Nói chung là có tiếng. Còn mặt trong đây thì quá nhí. Không biết cách nào mà câu móc ra luôn. Này cái phát ngâm từ từ quá. Sau một thời gian phục vụ mày mò thì mình sẽ hàn trực tiếp một cọng vô đây và một cọng vô đây. Là chân số 4 và chân số 5 của con chip này nó hơi hơi mờ ha. Thì con này là BT 2313L. Thì giờ cái mạch này mình cũng chẳng biết làm sao, thì mình dò nãy giờ thì khi mình thử á, là chân số 4 và chân số 5 này khi mình đưa tay vào á, thì nghe nó rột rột. Thì giờ mình tiến hành mình đấu hai cái cổng line này cắm trực tiếp vô điện thoại. Thì hồi nãy mình có thử sơ á, thì volume là chỉnh trên điện thoại luôn, này vô trực tiếp nó không có đi qua một cái gì hết. Giờ mình tiến hành mình hàn hàn nó vô. Cái này nó nhỏ quá không biết có hàng được không này. Này hàng vô mà không được hư banh cái máy cái giờ cười không. Căng thầy chơi và wow, nó dính đây luôn à. Khó hàng nhỉ. Rồi, mình cũng ráng mình chích vô rồi đây. Mà không biết là có được hay không.
Sau khi hàn xong thì mình chạm ngay nghe tiếng đi, thì để mình thử coi nó có ra nhạt nhẽo gì không ha. Thì mình thử nó do mình lấy cái mic của mình test thử. Alo, 1, 2, 3, 4. Thì âm thanh nó ra cũng được. Mà nó hơi bị nhiễu, giờ không biết làm sao cho nó hết nhiễu thôi. Rồi nói chung thì như vậy thì cũng được gọi là hoàn thành được bước 1. Từ cái trống trơn không có gì hết. Đây, nội một cái đầu USB thôi. Giờ đấu thẳng vô trong này luôn. Nhưng mà giờ không biết làm sao cho nó hết nhiễu. Mình cầm vô trên cái này á là nó la hết nhiễu nè. Mà mình buông ra là nó ồ ồ. Giờ giờ mình bắt đầu mở nhạc thử ha. Thì giờ mình vô trong đây mình thử. Nhạc thì vô được nha các bạn, nhạc này cũng hay lắm. Thì không biết là có lớn được hết cỡ rồi nè, không biết làm sao. Rồi ok, thì coi như là cái đầu này mình cũng làm hết cách, bây giờ nó cũng có tiếng cắm được tiếp, không xài được volume. Chỉ sử dụng volume của điện thoại thôi. Lớn nhỏ từ điện thoại. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ giúp mình nhé. Xin hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.